can say saying and it is saying fang or saying fang đó là cái can say muối lo lên lấy hay giờ đặng saying fang đặng saying saying fang đó san san fang ok san fang ở những khi bố quân là bà to ca fan nó sang gõ đòi mình can vẹt nên nó early game này bằng tay sẽ mẹp mít cứ quát chốc ai ở room ta chỉ support cứ cho mình vẹt cái này mình ca ban vô bị kháng cơm ấy mà SM quát vô bàn ấy các bạn chạp mũi can size cho từ sát từ step từ mô ký ok cái đấy quát tranh màu sân đã skill mũi vì ở san phênh bà mà đây mà đây cuộn cuộn từ lửa rót âm si thôi mà sân màu ký đá trên màu ký màu đi mà đây trên đây ta hai bị lỗ đây đây bà cô ska rót âm si còn họ cho từ lửa cô lại kêu để mất đánh môi tia này từ lửa cô ska thôi cả đánh môi tia từ lửa khen say mới đây bà đi sim lỡ cứ one one thì mất sim cho má bé skill đôi nữa còn sim bắn lửa lỗ đây lấy san phen kêu sim sát step từ lửa đi sim lỡ có thôi mà sân pha say xăm mình đây, bố quát thì khó tiết sân ấy chẳng xe mẹp ở early game ấy để bố quát park nên nó mít khổ một cái đá là mạnh mạnh ý môi tôn bằng phí ở đó bố quát chạy nên là bố quát ngã phạm bố quát 8 thòm ở đây đòi early bố ở khán say quát lên chiều lẹ hả bạp đạp bị dụ phí quát tục ai ở lôi lại quát lên rúm 3 rúm hơi ở xe mẹp chồng phụ quát vào to ca farm trang của pin nhạc sân tôi lâu lâu lại cho nó lửa sân ở lời khán sai gọi là chat tôi lửa vào to ca farm mà quát này xanh chú rổ kẹ hay là style con trần rổ bà thôi mà dẫn chắc sàn mỗi ta chọp ấy phụ lĩnh cho pot khán sai gọi là vào to ca farm mà quát tam thòm đá tôi lâu lâu lại gọi là chen nhoi cho đôi chỉ với ca anh vét tôi khang trom ế của mọi người xuống nông ca farm cô ska lãng tới rổ đông tí chat tôi lửa bạch mũi ok one one on a mic and chmua pukot của chiếc ăn chmua ở rô nhóm nơi tới chẳng lắm đà chmua ba ở rô tui mây à ơi à xây cái play ba đây hà rô mũi nè thầm dây mấy play chmua đi rồi lỡ khen say con lam mà tia đấy bà kêu thì mấy chmua nhầm bass chứ ở tui kêu khẩm bố ngủi không nế one one thì mấy cái cho mình vết nó kháng cái đông ê đây mà đông bà có tui kêu được thét mà khổ mũi tới cái bài trang của shop hay ở farm từ lửa tuyết tạm đong giờ nào mấy nước hàng lưới gọt nơi to cá farm tam thò mặt đế chẳng khả nạp bên này kia sử dụng hạ bà tu kê cơ môi tôn bằng pi đòi kháng cơ đông bí gọi hiểm miên phiệp chướng lực rủi bằng tình tối thì giúp bác cụ bốt cứ sợ tật khăn đi nếu chẳng cứ cao ở pha mà bố bốt cứ bảo hạ phái cái này sàn phênh ok xe mẹ sàn phênh có tranh man từ lửa storm ground xe mẹ first item bác quát bè đòi lâu lại cái quan hiệp tranh từ lửa fountain nâng ấy chẳng bố kè được mấy bánh nhưng mà toàn là quát nâng hiệp tranh ấy nó sao là giá bê bây giờ khăn chứ quát anh tên nhảy thêm man ấy chẳng bố first item bác quát quát với cái app red từ lửa super man em đó fountain chain mau bị lô lại ba đây ba ta bắt quát mơ tư cho mặt đầu bộ quát môi nhà lên lên môi nhà lên trang gọi bà bà mơ bình thân là kháng không biết quát spec này đâu cho lắng farm nó bài bài này thôi nhưng hơn là thì mẹp correct quát chain mang từ lửa fountain mà khỏi tiền đấy kia là like cứ cái bài như quát toàn mình này thêm ấy quát cho mặt với cá tiền thêm quát tinh mang từ lửa sổ bà lên mặt đám hay bẹt rồi bà chương là bà P Storm Ground First Item P ở Khang Koska từ mơ thằng lớn mình ca bắt bằng kích kia tia đấy bà ok Koska có cho tao ấy AT muối ok bờ cho muối P One One On A Mic bà chạp cho tao bà tháng tiết mơ mình vô cái chạp AT mới bị Koska muối từ lửa ở San Fein bà bọc cho mình khen say từ lửa đi xem nữa đi xem lớp ban xem lát từ lửa khen say bạn hay ok Koska xin cho tên vét từ lửa ở San Fein thôi chuẩn bị lôi lấy coi con nào vừa to các túc của đôi chỉ chắc tan lấy tám thòm ở đây cho tôi một tháng tiết mô ký bà thôi mà sân correct mưa tầm rơi xuống cho từ lửa chiêm mối healing con đại từ lửa webcam môi ra hàng khổ năng cam nó khẳng cái bài form này
แล้วก็สแกชอตไว้จะแบบสมูทีนั้นมาแฟลชแชปบ้านสำหรับตัวเลือกแบบสมาร์ทไฮโลไลท์มาชี้ชี้ประตูเคลียร์กว่านั่นคือใบตัวหนึ่งปีเลยคะแนนมวยมวยแต่มวยมาสองสักนี้tôi đã biết khem băng mẹ bay bởi nhưng mà đã nó lửa nó tết nhưng đã mà khó miệng miệng băng à pê cái vay nên nó khó rồi chẳng đâu mẹ đã băng mẹ cọt lấy vậy mẹ nó khang khó mẹ này nè nè mẹ à nè nè mẹ nó khó đó à nó mẹ mẹ phai với phai nhá phai phai bằng mẹ nó lửa nhưng mà chẳng đọc web khem chết nhé bằng tay Facebook phát nữa cái đó đọc web khem này về like thử tầm bên web khem đọc ăn mà plan plan bờ môi tiết bờ nhóm like tam iPad món vì ớt băng mỏng bằng tay đi lửa sân với tội mượt băng sẽ bắt được like tam cùng rồi chẳng thơ admin chụp được nhưng chắc là nhóm tiên biết tao lửa lắm tao mới biết băng bầm bờ họ đó nhưng bạn nó khổm bà bác phè mối sẵn phụ quát cứ để cho tập đây phụ quát cứ phải phải khả nè ờ xong mối tơ mối máu cứ lên chẳng lọ mơ mỏng cọp sợ đi chết giờ nám mình cứ phụ quát nè bà to ca pha lan thòm lá bằng tay có bốn giờ xa phụ quát nó cứ ăn bên chạy này phá này cứ thời tờ phám phụ quát đa phám mỗi khi mong còn là có ai ở rôm mất đa mà phụ quát này rôm cứ đa chứ ngày rôm cứ phám là em xí họ bê lên mỗi trang đó cứ đa ôm mỗi khi ai chứ mấy tè hề rô khang ở team ấy cứ gọi này bà to ca phám tam thòm mất đa lời thằng ấy có chóng bốc mà canh sửa team mua cho khang crombie ấy ba ok khen say tục ấy bọc muối rồi sàn phế mà ô sạp sạp ảnh hắn skill ấy mà lượt đăng ấy à tìm anh sụp châu rồi làm gì thôi mà sẵn for skill muối chạp sàn chốt tờ lửa của bạn thôi dân mình ca check con sân sẵn trua toàn bình khang cơ đấy cơ đồ chỉ đạ chiếm cô ska nó tập to ca vay dứt chạp mua dứt bấm mùi để mất chiếm chư mình tên bè mình ca tinh for sân siêu bình khang của bạn mà bởi to bởi con bán bẹt tờ lửa sổ đồ bởi lẹt mặt đai chọn sàn một chiếc mỗi đại tiết tới lửa một ký thôi mà dân đi xem lửa cho mà set set tới cái phần thân thằng rút toàn một tiết bè ôi chứ có dương đội môn ấy ở lỡ dương cha vậy chờ nó ba anh vậy chờ anh chứ có hello bro sao ơi mà rồi xa con chờ một sáng chú phụ quá thôi mà dân vậy chứ còn thì cá tech này tôi bên máu tạo toàn mình này cái slap ấy cá bạc này bánh mạnh đi phụ hiểm off energy off chim hiểm luôn nãy phụ quá bỏ ra tia sân bị khóa chỉ Facebook phan nữa nhưng ban ấy bị Facebook lá hứa nhau phải ban này rồi để ra là Facebook cái đó phải hát về secret nhưng mà phải hát ban là mũi đẹp hay sành say nhất ọt ọt vậy ban ông hai phụ ở nắng kia ông vậy ra đi giống nhưng phải ban tình tình phải hát ban tình tình ta bận vậy chẳng ngon vậy ban này nhưng cứ nhà là nick cái cos cá có tranh ma này thêm môi tia đấy cứ ở spellfire mà và tôi phải bẹt rồi storm ground ai thêm mà có cái link play bị hỏa đo mình tên miss vichy sang chưa rồi buồn nào hay là sao con chuẩn rồi mà cos cá họ cho tia đấy chặt rồi lôi lấy đã first skill môi có vừa cái để kho tới tia bị lôi lấy với con oshia mấy có ai support ban đi đấy phần tay mới tới đôi chim sơn xuống lại cái bốc một lượt thừa tim môi bị kháng crom ấy của kháng crom ấy còn bốc lại một lượt thừa tim môi ấy bạch bạch thôi a tim môi sàn chốt lửa lấy a tim môi chết ta phải lóc chân cho bị lôi lấy lỗ mình tên mà ok rồi làm xin là to cá chó cho lửa he linh muối bạc chim môi chết sụp mình châu tới phật bạch thôi bà bị sàn phanh ok từ lửa can say chỉ dám bỏ mình ra ba mươi tới một bản ông cá bỏ mình tên tục ơi sàn phanh quạt chỉ nè đã skill muối ok cửa châu từ chắp muối dẫn quạt là to cá bốc ở cá đại quạt là o miến cứ mình toàn ấy quạt ai nhận bốc từ cá rồi tí pí quạt phần cá độ thòi mà sân toàn bà phủ mưa tới bàn xây sùi hai bộ hôm bay nữa ở nơi toàn nhà mày ở từ trên nhà một tiêu pa từ nhòi rồi giang nam anh chụp bây giờ phụ quạt mưa tới cá lên mà phụ quạt cứ ban là o mình tên cứ tên nhật kho mà tạ tích khăn mà phần tụ khía cứ ở nơi xa mai kia ta đại rồi ở nghe mình là đói gì khi em bốc tụp nha ta vinh máu em mình tên mưa tôi cứ làm best mà lồi mình tên mà phù sốc chất đại trệt phần ta khi là ai nghe mà nè cái là lỗ miếng cư cả nạp bên ấy cứ khẳng cổng bí con mà quay vô gồm anh ấy ta đang khai khẳng ấy có chạp ở đó bởi máu của ma toán này phụ khẳng cổng bí con quay vô gồm anh ấy là cái khó lỗ buôn này gồm cả nạp bên là khẳng ấy có click luôn làm đồn
គាត់ធ្វើការរិកខទៅផ្ទះសិនអូខេវាយគ្នាជួបទៀតហើយកូស្កាទិញ function មួយឡើងមកខាងលើចាប់ទៅលើ loyal line អូខេ RT មួយទៀតតែ block ចេញទាន់មកល្អមែនតើជួយលើខែងសៃ RT មួយទៀតពីសានវៃ stand ជាប់ដាច់ទៅលើកម្រែនមួយហើយបាទបន្តការលេងបន្តទៀតហ្វងវាយគឺវល់មែនតើមើលមិនយល់ទេពេល function function ស្អីខ្លះអើយចិត្តឈាមមួយហើយលេងមួយកូស្កានៅបន្តការវាយ stand ជាប់ពីកាលិកឋានទៀតចុចទៅលើ healing fountain ឲ្យមួយទៀតដាច់ទៅលើ loyal line មួយទៀតហើយបាទសានវៃរត់ហើយអាហ្នឹងរត់ល្អមើលមែនតើនៅបន្តការចោចាប់មួយទៀត stand ជាប់ counting អាទី stand មួយទៀត ok gg triple kill តែម្ដងពីកូស្កា m មែនតើរត់ mc ace បាត់ហើយស្រាប់ទី2ក៏ដាច់បោះ minion ទៀតដែរព្រោះ minion ដល់ពេលដែលវា ace គឺវាស៊ីឈឺខ្លាំងមែនតើបើសិនជាខែងសាយគាត់មកអត់ទាន់ហើយអាចនឹងដាច់គាត់វាយ minion បានសន្ទុះទាន់អឺនេះមកដូចមុនហ្នឹងអាការពីមុននេះនៅរៀងក្មេងពេលនិយាយទៅអត់ស្ូវឈឺកហ្មងឯងចង់និយាយមិនក្បាលឯងដល់ពេលយករៀងឆនហើយនិយាយទៅឈឺកដែរមានអង្គខុសផ្លៃពីមុនច្រើនតើរៀងស្រេចឬនិយាយឲ្យរៀងឆនញាប់ស្អកកខ្លាំងហ្មងគណៈពេលនេះយើងឃើញថាពួកគាត់គឺអាយធីមសម្រាប់នៅខាងអកូស្កាអាយធីមរបស់គាត់គឺប្លែកមែនទែនដូចតែយើងបានឃើញអញ្ចឹងគាត់ពាក់ទៅលើ Spellfire មកគ្រាប់ពាក់ទៅលើ Battery ពាក់ទៅលើ Stormground ហើយនឹង Atlas ហើយបើជើងបូត Level 3ហើយតែអាបើជើងរបៀបសម្រាប់ជំនួយឲ្យ Energy របស់គាត់ចំពោះ Moki វិញគឺគាត់អូលេងទៅលើ correct គាត់ពាក់បានទៅលើ function គេបងនឹង air last ឥឡូវ correct គាត់ចាប់បាន stand ជាប់ទៀតហើយបាទកូស្កែហក់ចូលមក RT មកវិធីទៀតម្ល៉េះតែ block ទាន់ຕົកឲ្យ san fang គាត់អ្នកចាប់ឲ្យបាទ RT ចូលវិញ fountain មួយទៀតដាច់ទៅលើ san fang បាត់ហើយកូស្កែចាប់ RT ទៀតតែ block ចេញទាន់ឌីសេម្ល៉េះឈាម success បាទល្អមែនទេដាច់ទៅលើ can sign មួយទៀតហើយបាទបូតមិនជើងរត់មិន best low life បាទបូតមិនរួចទេ stand ជាប់មួយទៀតថយមកសិនបាទបានស្រាប់យកគាត់ជួយតែគាត់អាចដាក់ឈាមគាត់ជន់ដែរទេមើលទៅរត់ MC មកអូខេ GG S ទៀតបាត់ទៅហើយបាទប៉ុន្តែកូស្កាស្លាប់ដដែលមួយក្របចុងក្រោយ2 threat អូយកមកណាឆ្នាំខ្ញុំ23ហ៎ឥឡូវ Sentry គាត់វាយយក Sentry យ៉ាងម្ដងឃើញថាខាងក្រុមអីគាត់ធ្វើបានល្អមែនទែនធ្វើឲ្យនៅខាង B គាត់ពិបាកនៅក្នុងការតដៃមែនទែនបាទហើយខណៈពេលនេះគឺបន្ទុកគីរបស់ពួកគាត់នេះគឺ9ទល់នឹង4បាទ stand 1ថយមកសិន Garimic Kensai ចូលចាប់ DCMler ជុំ RT សាក់សែនទៅវិញអូបាញ់ទៅលើ Kensai ទៀតទៅលើ1 1 Image San Fei ដាច់បាត់ទៀតហើយបាទពួកគាត់មិនតាមទៅលើ Loyal Line គាត់ធ្វើការវាយទៅលើ Capture Kraken តែម្ដងអូបកបានអែមឃើញបាញ់មិញហ៎ពេល Kensai គាត់ព្យាយាមចាប់ទៅលើ Twan ទូ Twan បាញ់ដាច់ទៅលើ Loyal Line C ដល់បាន Ace បាត់ទៅហើយបាទដែល item box វិញគឺមានការពាក់ទៅលើ bonsor poison seal breaking point ជាមួយនឹង throw bullet សិតតែ item ចាស់ពួកគាត់លេងជាលក្ខណៈ item hero ចាស់ហើយ item box ពួកគាត់គឺនៅលេងចាស់តែគ្រាន់តែមានរំកោសា item box គាត់គឺប្លែកមែនទែនគាត់ពាក់របៀប tank ពេលទៅគឺຕົកឲ្យទៅមិនឲ្យ command គឺគាត់ជាអ្នកបាញ់ដល់បានព្រោះឃើញតែមិន command ហ្នឹងកប់ត្រី m ចောင်းជើងជាប់ទៀតអីបាទ stand យើងមករួយមក stand នៅឡើងជាប់មកកន្លែងហ្នឹងអើយ៉ាងណាមិញគណៈពេលដែលក្រាខ្នាតមកដល់ប៉មមកគាត់គឺដាច់សឹងតែអស់បាត់ហើយបាទលោលើឡៃដោយសារតែ hero គាត់ជាលក្ខណៈរួមគាត់អាចធ្វើអ្វីបានទេខ្វាន់គេព្យាយាមសាក់ step ទៅលើប៉មមកសាក់ step ទៀតទៅលើ san fake អូមកគ្រាប់បាញ់ដល់ក្នុងប៉ម GG RT ជាប់ឡើងទៀតលោឡៃទៅតែមិនរួយដាច់បាត់ទៀតហើយជីបាទចង់អរឃើញថាការកងធីមនេះគឺអែមមែនតើនិយាយទៅអានេះគ្រាន់លេងជាលក្ខណៈ friendly match ណាមើលពួកគាត់គេលេងលោយមែនតើតិចទៀតបើសិនជាមាន tournament អីដល់កប់យ៉ាងណា tournament ចេញមកគឺអែមខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរឥឡូវតនេប៊ីលធីមឲ្យហើយបាទតែខ្ញុំអាចនឹងបើសិនជាខ្ញុំតនេអាចនឹងមួយថ្ងៃខ្ញុំច្នៃពេល3ម៉ោងសម្រាប់ live event អញ្ចឹងយកយ៉ាងខ្ញុំលេងអូ CJA អញ្ចឹងផ្សេង